Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vẫn Vui Vẻ. Đó thì hôm nay lại là một màn troll tiếp theo của mình. Đó, màn troll ngày hôm nay rất là đơn giản. Đó, nó sẽ liên quan đến cái loa của con Vi. Đó, thì loa của Vi thì anh em cũng biết rồi. Loa nhà Vi thì nó cũng khá là lớn. Và công suất của loa của Vi thì cũng khá là bự. Đó, thì chắc là nhiều anh em cũng đã nhìn thấy loa của Vi nhiều lần rồi đúng không? Đó thì hôm nay thì mình mạn phép là mình được đụng và phá loa của Vi nha mọi người nha. Đã không biết là Vi nó có nói gì không? Mình nghĩ là chắc là đụng vào loa của Vi thì Vi chắc cũng khó chịu và nói nhiều lắm. Ấy là loa này nha. Loa này. Ok, loa này. À, thì hồi nãy á, cái loa này con Vi nó mua, nó nói là nó mua cũng mấy triệu á. Thì có mấy lần mình mượn loa của nó để mình nghe nhưng mà nó không chịu. Thì hôm nay á, thì mình vô tình mình thấy là nó bị dơ quá. Thì mình tháo cái cũ loa này mình bỏ vào trong cái máy giặt. Anh em có thấy ở đây nè, anh em có thấy ở cái máy giặt này có cái loa ở bên trong không? Đó là cái cũ loa bát mà mình mới tháo ra, mình bỏ vô trong này nè. Anh em nhìn thấy rõ không? Mình mới tháo ra. Anh em thấy mình chơi ngu không? Anh em thấy mình chơi ngu vãi chưởng không? Ngu quá đi chứ. Nhưng thật ra nó không hề đơn giản như vậy. Thật ra nó ở đây. Ok, nếu mà sơ sơ vậy thì anh em cũng hình dung được là màn troll hôm nay sẽ là như thế nào đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái loa này. Mình đặt một cái loa Bluetooth ở phía sau cái máy giặt này để tạo ra một cái âm thanh, gọi là cái âm thanh mà kiểu như mà khi mình, anh em biết không? Tại nhiên đem cái loa mà đem bỏ máy giặt thì anh em nghĩ coi, nó giặt nó kêu ùm nhiều khi hư luôn cái máy lạnh. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng một cái bật lửa. Mình sẽ đốt một cái gì đó cho nó khét lên một chút xíu nha. Để khi mà ông Vi nó vừa về nó sẽ cảm nhận được đầu tiên là cái mùi khét. Và một chút sau là mình sẽ bật cái loa Bluetooth lên thì nghe cái tiếng âm thanh đùng. Và nó hỏi gì đó mình sẽ chỉ là thực ra thì anh đã tháo cái loa của em và anh đã bỏ vào máy giặt anh đang giặt để xem thử phản ứng của nó khi mà mẹ cái loa mấy triệu bạc mà mang đi bỏ vào máy giặt thì chắc má điên lắm, nhiều khi mà nó xiên mình luôn quá. Ok anh em nhớ theo dõi hết clip cuối cùng ngày hôm nay nhé. Rồi anh em thì lúc nãy em đã nói thì cái máy giặt bỏ cái loa như vậy thì chạy nó phải có mùi khét đúng không? Mình chuẩn bị mấy cái túi ni lông này á. Ở trong phòng này bật máy lạnh lên mà mấy cái túi ni lông đốt cái nó khét thì thôi. Đó thì mình sẽ đốt này. Đó cho nó chảy. Đó, cho nó chảy nữa ra. Đúng như đã đốt nhẹ thôi là nó đã đủ ấy rồi anh em ạ. Ok anh em. Bây giờ đốt sớm quá thì mình sợ nó bay mất cái mùi khi nào mà cung Vi mà nó gần về cách khoảng cỡ 15-20 phút á. Nó nói khoảng cỡ 5 giờ chiều nó về thì khoảng cỡ 5 giờ cái thang mình sẽ đốt cái hồng là bây giờ mình đốt xong là mình hết trước luôn á. Ok. Vậy thì giải tụi quý còn nha. Hơi clip là hơi bị đầu tư về trí tuệ lắm em ơi. Mở vô đi. Dạ. Tại sao mở? Ủa. Để đi. Sao lại con Phương đó? Ở đây mà. Từ đang ngay cái. Ủa sao lại con Phương đó? Ủa. Cái này ngoài. Không gì chứ. Gì vậy ba? Đi đâu vậy? Ủa đi chơi. Tưởng con Vi, tưởng con Vi đụng bên nhà nó mà nó còn đứng gõ cửa như con khùng vậy. Làm gì đây trời? Hả? Làm gì đây vậy? Đang công chuyện. Đang làm một số việc của người lớn mà. Vi đâu? Hả? Tính ra một thời gian quên mất là không biết đây là nhà ai luôn. Thì không... Xin phải đây. Nhìn kìa. Tự lá ngồi đi con. Ê Phương, anh thấy loa của em là như nó cũng hơi có vấn đề, em có cần sửa không? Anh sửa cho. Hả? Không, anh thấy thiệt đang có vấn đề đúng không? Anh sửa cho.
sao nay nhà anh Vinh em nghe mùi gì vậy? Mùi gì bác? Mùi gì? Mùi khét gì á? Nó nấu gì không vậy? Tôi biết rồi, có nói gì đâu. Mùi gì? Sao nghe mùi khét khét gì á? Có không vậy? Có mà anh không vậy hả? Không, chị thấy là do anh ngồi ở đây quen rồi, kiểu như anh đâu có cảm giác gì đâu ta. Hay là anh phá gì nhà nó, cháy gì á? Gì ba, mày nghĩ anh có hay phá không? Anh đang là anh đang gọi là chỉnh cái loa cho Vi. Em có nhu cầu chỉnh loa, anh thấy loa của em cũng không ổn lắm á. Em có nhiều loa lắm, anh muốn chỉnh loa nào? Cái loa nào cần chỉnh á? Cũng nhiều loa cũng cần chỉnh. Tao biết mày đang nghĩ gì. Em không cần. Tao biết mày đang nghĩ gì, đừng nói vậy nữa. Nhưng mà em đâu cần. Anh có nghe không? Thế là mày nghe mùi gì? Em nghe mùi hơi khét khét. Hình như mùi cao su đúng không? Cao su gì? Nó bếp điện của đồ đâu bằng đâu. Anh nãy giờ anh có nấu gì nhà đó không? Nấu gì bà? Anh qua đây đồ ăn rồi đồ mà nấu làm gì? Cái mùi này giống như cái mùi mà chập điện đúng không? Y chang như cầu chì bị cháy vậy. Ê! Cái gì vậy? Ủa gì, cái gì kìa? Dạ gì? Ủa sao nó kìa vậy hả? Anh làm cái gì đi Nhi? Má kìa. Ủa sao kỳ vậy ta? Gì hả? Ê! Rồi hết kêu rồi. Bị gì vậy? Ủa sao cái máy giặt này nó cùi vậy ta? Ý mời anh rồi, anh làm cái gì máy giặt nhà nó? Chị đó, anh đang giặt. Ủa sao cái máy giặt này yếu vậy ta? Anh giặt cái gì? Đó! Nani? Cái này mới giặt đi giặt đồ mà làm gì vậy? Thì anh giặt đồ đó. Anh giặt cái đồ mà nó anh giặt cái đồ gì? Anh khùng hả? Bình thường mà bác. Chết mẹ rồi. Cái gì vậy? Chửi mẹ luôn. Là sao chửi gì? Ngoài đó là mày đang ngồi. Mày đang cái máy giặt thừa kìa. Mày ra đây ngồi, anh nói cho mày nghe. Mới giặt là để làm gì? Giặt. Thì nó dơ, anh thấy nó dơ thì anh bỏ vô giặt. Ủa mà sao, nhưng mà mày sao mới giặt? Nhà anh thì bình thường mình anh trai cho nên là anh không có dùng máy giặt. Nhưng mà nói chung là cái chức năng của máy giặt là để giặt những cái đồ dơ đúng không? Anh thấy cái loa nó hơi nó dơ quá, anh tháo ra anh bỏ vô anh giặt cho nó sạch chứ có gì đâu. Em không có biết, đâu đó một hồi nó về nó chửi anh chết luôn. Nhưng do là do cái máy giặt nó dộn chứ phải do anh đâu. Có bị khủng không? Hả? Mấy giặt người ta giặt đồ anh đi bỏ cái loa lên giặt hả? Mấy giặt em không biết nè đâu. Ví dụ nha, anh nói nè, em không biết một hồi về em nói là anh làm. Ví dụ như cái loa nó cái quần áo nó dơ, em mang vô em bỏ cho nó sạch. Em nghe cái tiếng nó kêu đúng lớn luôn á, cái loa nó bự chà bá gì mà nó cứng nhắc như vậy nè. Đồ là đồ nó mềm, nó còn đẩy qua đẩy lại được, còn cái này trời anh nghĩ sao nhở? Vậy mà anh cũng nói nó giặt được luôn á. Biết cho anh đền tiền cho nó đi. Ủa? Cái máy giặt là lúc mà quần áo mình nó dơ thì mình bỏ vô giặt. Thì cái loa nó dơ thì mình cũng bỏ vô mình giặt chứ, bỏ chứ nó sinh ra cái máy làm gì? Do cái máy giặt này nó cùi, nó mua đồ dỗm. Chứ em mua đồ xịn coi. Em không có chuyện với anh đâu. Hồi nó về mấy giờ rồi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cái bình thường có gì đâu nè, anh tháo đây đâu giặt. Tính ra là anh mày có công với nó luôn á. Công vậy? Tôi không biết à, tôi mới qua chơi à. Trời ơi, tôi chưa đặt bánh nóng nữa, tự nhiên tôi nghe cái máy giặt kìa, tôi không biết gì đâu. Nói chung là cũng có mình em biết là chưa ai biết á. Mà cũng nguyên nhân em là... Em không biết à. Mày mà nghe nói. Có nghĩa là nguyên nhân là do cái máy giặt nó quá dũng. Bây giờ vậy đi. Anh giờ anh lấy cái loa đó, anh gắn vô đây lại. Xong rồi bỏ vô đó, bình thường. Máy giặt nó để đó, coi như là bình thường. Mình không biết, em biết, anh không biết là sao. Tôi không biết gì hết. Tôi nghe nói cái lò này á, nó quý dữ lắm đó. Cái lò này ông biết cái hiệu, ông nhìn cái hiệu ông cũng biết rồi đó. Rồi. Quý có gì, có cái con mẹ gì đâu mà quý. Nhưng mà nó dơ, anh tính ra nó dơ, anh là người mà có công. Ủa dơ dơ nhưng mà nó đâu có mượn anh đâu. Cái lò nè, cái này hiệu gì? Cho thì đó. Thì nói chung là như vậy đó, nhưng mà cái lò này mắc tiền. Mắc tiền thì liên quan gì? Nhưng mà nó hư rồi, nó mày nó hư cả mấy mẹ luôn kìa, không biết đâu.
Em không nói không ai biết. Em không nói, anh không nói là không ai biết. Cái okay. Lo này bình thường em chỉ dám mượn đó. Tôi chỉ dám mượn nó nghe thôi. Bảo nói là không có cái gì hết. Bây giờ anh nói em rồi. Khác quá vậy? Là đừng có như vậy nữa mà em không nghe. Ông cứ vậy hoài luôn. Ông á. Gì vậy ông nội, cái gì vậy? Ông lại nhà mày mà ông phát kìa. Là sao? Anh thiệt anh bó tay em luôn á Phương. Gì? Anh thì anh không nghĩ cái đầu em nó là sao luôn á. Đúng con gái thiệt nản, đúng nản luôn á. Hả? Anh không nghĩ em khờ luôn. Là sao? Khờ vừa vừa thôi trời. Nó làm gì vậy? Em nghe mùi không? Nghe mùi gì không? Mùi khét, mới vô cái nghe mùi ùm luôn. Ùm là nghe mùi khét không? Ông Vĩnh, ông lại nhà mày mà ông phá kìa á. Bây giờ em đứng đây. Em đứng đây. Em phải bình tĩnh. Sao? Em hết sức bình tĩnh nha. Đứng đây. Rồi nhìn thẳng, nhìn chắc qua một góc 40 độ, nhìn xuống dưới mấy dặm. Ủa gì vậy trời? Rồi đừng bình tĩnh. Rồi ra đây ngồi, ra đây ngồi. Ủa là sao? Sao nó có cái la vậy? Em cứ ngồi xuống. Để tao nói cho mày nghe. Em ngồi xuống đây. Mày ngồi đi. Em ngồi xuống. Đây là rồi cho nói trước, nói đi. Đây là thủ phạm, để tao nói mày nghe. Hồi nãy á, tầm mày mày rủ tao qua mua đồ, chở mày đi mua đồ phải không? Cái tao về tao thấy mày đâu, cái tao gọi tao gõ cửa hoài, cái thằng mày không mở cửa. Cái tao nói là ủa sao tao nghe giọng Vĩnh? Mà tao gõ cửa hoài không mở. Cái ông đi ra ông mở cửa. Ông đi ra mở cửa xong sao lại lâm vậy? Sao lấp vậy? Đang dạ dối, tiếp tục đi con. Tiếp tục đi con gái, nói tiếp. Rồi, nói tiếp nè, coi thử nó dạ dối như thế nào. Rồi nói tiếp đi con. Cà lâm đi con. Làm gì cà lâm? Vừa nói vừa suy nghĩ cho nên mới cà lâm. Đúng chưa? Mày nghe anh nói nè, bây giờ anh nói hết cho em nghe. Đây nè, đây là một cái loa bình thường em rất là hay nghe nhạc đúng không? Anh hôm nay anh qua anh chơi, anh thấy cái loa của em nó rất là dơ. Anh tính ở đây anh tháo ra để anh coi, để anh lau cái loa cho em, đúng không? Anh lại có lau cho loa cho em, để em cầm cái loa ra anh kêu là Phương ơi, đem vô bên trong em kiếm cái gì em lau cho nó sạch đi. Và cái kết em biết nó làm gì không? Nó cầm cái loa ra, nó bỏ vô mấy giặt, nó bấm nó giặt. Xong nó ùm lên cái mấy giặt, nó cứ rùm lên nghe cái mùi khét, cháy luôn cái mấy giặt và hư luôn cái loa. Em thấy con được. Đúng là con gái anh, thật đúng anh, đúng sợ hại con gái luôn. Đúng, mày đem cái là bộ cái gì? Má cái cảm giác giống như là mấy cái bà mà cái đem mấy cái nồi cơm điện mà ra anh bỏ lên cái ga. Anh đem cái bộ ra nữa hồi em. Mày gì? Anh thật sự anh. Ông tại sao tao nói mày nghe, hồi nãy tao gõ cửa cái ông tao không biết ông Vĩnh ở đây, cái tự nhiên ông Vĩnh lên tiếng. Phương, anh nói em nghe. Không có cái thằng đàn ông con trai nào mà ngu đến mức độ như vậy hết á, em hiểu không? Cái máy giặt là để giặt đồ. Có anh đó. Máy giặt là để giặt đồ, cái đồ mềm. Hiểu không? Anh tháo mà ra. Mà ai mượn cho làm sạch trời. Thì anh thấy nó dơ quá, anh tháo ra, anh cầm cái cũ loa, anh bỏ ra kêu Phương em lấy khăn ướt cái gì lâu. Thì nó kêu nó ra nó giặt. Anh hỏi là kêu ủa Phương sao? Anh hết hồn luôn, nghe mùi khét anh kêu Phương sao mày đem mày bỏ vô. Nó kêu là ủa thì máy giặt nó giặt được quần áo thì nó cái loa nó dơ thì nó bỏ vô giặt cho nó sạch. Rồi hư cái loa rồi cũng đau nữa. Quan trọng hư cái loa không hư cả máy giặt. Thôi bây giờ tóm lại là mình hai đứa đền nữa chứ, em đền nữa, anh đền nữa chứ giờ sao? Ủa mắc cười, thấy giờ tôi muốn làm cho tôi mới qua chơi nha. Tự nhiên hết, khét mù lên luôn. Ông đừng có đụng vô cái ông đó thừa tôi à. Con này làm có sức làm, có sức chịu. Rồi giờ thôi đi, tôi không có làm. Hai người đi qua đây tháo ra rồi không muốn rồi bỏ mấy giặt. Rồi bây giờ biết cái loa này nhiêu tiền rồi, cái mấy giặt này của chủ nhà rồi, người ta bắt đền tôi sao? Rồi lỡ cháy banh nổ anh cái chung cư này sao? Ông tôi nói gì rồi, hai người mà đây phá nhà tôi. Rồi lỡ cháy chung cư rồi sao, rồi công an bắt cái túm đầu ba đứa luôn. Trời ơi, không biết cái trò gì chơi cái gì thì bậy lên bà không à. Mệt chưa? Nhưng mà ông Vĩnh làm mà, ông Vĩnh nó khổ tao. Vĩnh làm cái gì không biết nữa. Cái mùi khét hồi nãy đâu nha? Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề chưa? Nhưng mà cái mùi khét hồi nãy ở đâu ra? Còn cái chim cái giặt làm nữa. Mày đã gặp anh mà mày còn phải đi thắc mắc những cái thứ đó. Khi mà anh đã đưa như ra như vậy rồi còn vẫn còn thắc mắc. Ý con bé đến bây giờ hình như nó vẫn chưa hình dung được là đang là vấn đề gì á. Ủa sao? Cái này ở đâu rồi? Được rồi. Nó chửi tôi kìa. Thì mục đích của anh là vậy mà.
Nhưng mà ghét gì? Em thấy loa này bằng cái loa của em ở nhà không? Bự hơn. Nhưng mà họ đánh quá à, làm nó chửi em. Đem vô nhẹ nhàng đưa cho nó, cái là nó tự hiểu. Ủa nhẹ nhàng gì tự nói? Hả? Mắc cười. Mày phải là người chịu trách nhiệm chứ. Không phải em, tự nhiên nó chửi em mà. Bây giờ để anh gắn cái loa này là lại. Không là anh với mày vô xin lỗi đó. Không, ông kỳ quá, ông tự xin lỗi đi, mắc gì vậy? Ôi trời, tự nhiên mới qua chơi cái tự nhiên bị chửi luôn trời. Ủa vậy hả? Ủa giờ anh sai không? Anh đâu có sai đâu, anh đúng ý đó. Đúng rồi, anh làm gì trời? Ừ em sai khi em mời người qua chơi. Đúng chính xác em ơi. Em qua chơi cái đúng cái lúc mà có anh ở đây là rất sai nha. Ôi trời ơi.